Đây, giờ mình đi lấy bảng số các bạn ơi. Xe chưa có bảng số. Mua được 1 tháng 2 ngày là mua hôm tháng 11 ngày 27. Hôm nay tháng 12. Ngày 29. Mình lấy bảng số xe. Bảng số xe. Đóng cửa mạnh. Bạn mở cửa bấm cái này nha các bạn. Bấm cái này là mở cửa chứ không có phải bằng cái chốt như hồi xưa nữa. Đó, bấm cái đó mở cửa. Rồi mình hôm nay mình mua được 1 tháng, đi được 1 tháng ha, 1 tháng 2 ngày rồi đấy. Đó mình 27 tháng 11. 27 tháng 11. Giờ tới 29 tháng 12. Mua được 1 tháng 2 ngày rồi. Thì giờ mà ở dealer nó gọi mình xuống lấy bảng số. Giờ mình phải đi xuống mình lấy bản số. Xe của trai thích lắm. Đi xe SUV mà nó giống như là xe đất vậy đó. Cao, ráo à, nó rất là thích à, thành à, anh về là anh lấy cái xe này anh đi. Rất là thoải mái. Trong xe thì nó có rộng rãi. Nó có một dàn loa, có 23 cái loa. Rộng rãi mênh mông. Rồi cái màn hình rất là bự. Đó, CX 350 đời mới nhất 2024. Ở đằng sau thì mình có rất là nhiều ghế ở đằng sau rộng rãi. Ghế mà extra ghế nó vẫn rộng, rộng mênh mông. Đi rất là rộng rãi, thoải mái. Ok, VOC nha các bạn. Để xuống đợi mình lấy bảng số nha. Nó comfortable, mình ngồi ở đây nè, cũng rộng rãi nè. Rộng rãi mênh mông. Đi nó êm ái nhẹ nhàng, cao ráo, bão lụt thì mình cũng không sợ. Xe này nếu ai cần mua xe thì mua xe này vẫn tốt, tại vì cái xe kia cũng năm sáu mấy ngàn rồi. SUV mà OX 350 đó cũng là sáu mấy ngàn rồi, cái này cũng sáu mấy ngàn, nhưng mà nó rộng rãi mà nó đi nó thoải mái. Ok, VOC nha các bạn. Cái số tay số là này, tay số nó đó là điện tử luôn. Mình khi mà mình tắt á thì mình chỉ bấm cái phập phập mà xong, mình không cần phải trả số trả gì nữa hết á. Nó thoải mái, bằng tay lái thì rất là êm nhẹ nhàng, nhẹ như là điện tử, bằng điện tử hết á, nhẹ lắm, mình không có nặng như mấy cái tay lái kia. Nó nhẹ nhàng, lái đi thoải mái, sẽ làm được xa hơn tháng rồi đó. Lái bằng cái hai ngón tay như thế. Lái bằng hai ngón tay. Lái bằng hai ngón tay à. Nhẹ lắm, nhẹ như cái xe Mercedes á. Của mình có cái xe Mercedes 350 ML 350 á. Nhẹ nhàng lắm. Ok. UC thử cái bảng số, thử là mình lấy bảng số, thử là số mấy nha các bạn. Chờ nhé. Đi xuống lấy bảng số xe. Bữa kia mình đi mua xe, giờ bây giờ mình đi xuống lấy bảng số xe. Ok. View C. Đi mình nhà ghé vô chợ Hàn Quốc. Ghé chợ Hàn Quốc kiếm gì ăn với lại mua ít đồ rồi đi lên hãng xe bạn ơi. Cái gì cũng đi đây bạn ơi. Chợ Hàn Quốc cũng xa nhà. Cái dịp mới đi. Rồi đặt đủ đồ hết chưa? Chai bự luôn, 4 đồng 9 nè. Thời gian cái chai này mấy chục đồng. Đây, giờ đi qua kiếm gì ăn. Kiếm gì ăn trưa. Rồi mới đi. Mới đi xuống hãng xe lấy bảng số. Để
bánh, cút ra một bánh. Đây nó có cái quầy là bán đồ ăn, thích lắm. Và bán đồ ăn rất là ngon. Cái này bếp rồi. Thường quanh hay ăn chỗ này nè, hay ăn súp rồi đó. Tự nhiên mình không coi cho coi súp, chứ ăn súp rồi đó, hay ăn súp. Ở trong có chấp chẳng đi cái đó thôi. Này là thịt bò. Nó độn đó, ông hành, nó độn hành tây. Hành tây. Này là thịt heo cũng hấp dẫn. Wow, hai phần đồ ăn hấp dẫn chưa? Thank you. Vô nè, hai tay vô nè. Hai. Vô. Coi YouTube có nhiễm YouTube đây. Rồi ăn. Quá là ngon nha các bạn. Bỏ tay luôn. Kém lồng này. Ok, giờ chuẩn bị đi. Chuẩn bị ra xe. Ra xe là đi đi tới hãng xe. Thì ăn này là dẻo lắm nè bạn. Ăn này dẻo lắm. Ok. Ok, nghe các bạn. Tới hãng xe rồi. Nè, đường này đã trên đó. Này gấp của bên này quá gấp. À, rồi tới hãng xe. Hãng mua xe đây. Mua xe được tháng hơn tháng giờ tới trở lại gặp em mua xe. Neo Lì. Cô Neo Lì bán xe cho mình. Đi là thẳng đằng sau luôn. Cô hỏi ông này à. Thẳng đằng sau luôn.
service cái này không? Để tôi còn ghi luôn. Chẳng đem xong rồi. Này chỗ này là xe mới. Chỗ mấy chiếc xe đậu trong này. Nè, nó xịt nè, cái này dạng khác. Nè, service nè. Cho service nè, service 12 ngàn, người ta lấy bản số, giờ em sẽ vô rồi. Cái xe để em biết mày. Xe rất là perfect luôn nha các bạn. Ok. Để mình phê ứng nha bạn. Bye. Ok. Really good. I know you're going to go through them. They got me. Movie star. Movie star. Rồi, cái bản số này đây, gắn vô đây, xe. Xe YouTuber. We do have fun. Cái số này 3482. 347 7815. 15 giá 2 19. Chính một bù. Đời nào nó được bắn số tốt vậy. 7 cái tám. 7 cái tám là 7, 7, 8, 15 đúng rồi. 15, 15, 2, 19. Chính một bù. One, fun. Yeah, fun is difficult. Không, không phải, phải đó là cái đó là cái đó là cái video. Chỗ nhỏ là cái này, cái chỗ nhỏ là cái video. A lot of camera on the front. Rồi xong. Ờ nó gắn vô thôi à. Xuống. Easy drop. You see? Yeah. That's the minute. The minute. Yeah. For the minute. They drop easy vậy đang nó. Rồi. Cái này minute tôi để vô thôi à. No screw, no nothing. Yeah, we have to screw this. Có screw nhá, yeah? Có screw hai bên á. Yeah, có screw hai bên đúng rồi. And then this one. Oh, I can see it. Where is it? You see here. Oh. Cái hạt lỗ screw. Two. You have no choice. Me too. Unless if you wanna keep it one. Okay, anh coi chữ đó even chưa? Yes, he said it's even because of this that you drop it that. Kỹ là nó mới đục lỗ, nó mới khoan lỗ, nó mới gắn vô. Gonna be like this. Yeah. Like this? Yeah. Thôi anh trở ra dưới. I turn it. Yeah. Like this? Yeah. That's fine? Yeah. It's easy for reading. Yeah, that's good. Ngày 25 tháng 1, ngày 25. Okay. Wait one minute because this one double check. Okay. You right, yeah. Because we have to screw here. I don't know if we have to screw here. Yeah, be careful because you're putting a lot of camera on front. That's why I want to check. Yeah, because her new car. That's right. Yeah, the new car. New 24. Yeah. Yeah, the new car. Yeah. Yeah, nice. And a little bit car, yeah, not much. I stay here, okay? Yes, yeah. Okay. Đúng rồi, nó khoan là bậy bạ đâu được, nó khoan đàng hoàng, nó canh đàng hoàng. Đứng nhiều lắm lần. Nó mới canh đàng hoàng cho nó khoan bậy bạ chết á. Đàng hoàng là coi như là nó xe mới đời mới mà nó có một vài chiếc à.
nó là bảy bẻ nên thêm là nó đang mình nó mấy gọi người á, chỗ này nó xe buýt đông dễ sợ trong ơi, dễ sợ luôn, xe quá trời xe luôn, nãy rồi thằng dây dài sao lại vậy, đi vô hết rồi xe quá trời xe. Kỹ sư ra cho nó không dám, nó dám gắn không, nó kêu kỹ sư ra coi cho nó dám gắn, nó sợ rồi xe mới mà gắn lộn xộn là không có được đâu, nó phải coi cho kỹ, nó phải kêu người ra cho kỹ chứ lỡ cái chuyện gì là lỡ cái chuyện gì là không có được, cái xe này rất là mới, đục lỗ đâu có được, đục còn bậy bẹ không có được, nó phải gắn vô hết rồi nên nó phải kêu người ra coi. Mình đâu dám đem về mình gắn đâu, mình đem về gắn chết cha luôn, biết được đâu gắn trời. Cái này chỗ này nó tấm trơn này, cái này là bên này nó là dân thợ máy mà nó còn đi hỏi từng đơn người rồi mình đem về mình gắn sao được, nó nói cho mình đem về hôm bữa mình mua xe đặng nhỏ nó kêu mình lên trên này cho có người gắn cho mình, nó hỏi đủ người chưa. We drill into it on the RZ. Yeah, RZ, I know, but this one. Nó hỏi đủ người, tôi nói dẫn chơi. Để em đi vô đó, em gặp cái thằng làm cái tờ cho em á. Thằng Phan Nen, anh đâu, để em đi vô. Gặp cái thằng Phan Nen, gặp thằng Phan Nen lưỡng tưởng vậy. Em đâu có chào nó đâu. Thế ông đi hỏi đủ lắm người. Gọi cho con Nelly đi. Nelly hả? Gọi Nelly đi. Ký. Gọi nó nói là không có đứa nào nó biết gắn em đi xung thăm. Trời ơi, khó lắm nha bạn ơi. Khó lắm mà để cái bảng số vô chứ không phải dễ đâu bạn. Khó lắm. Bây giờ nó hỏi mình, nó hỏi bao nhiêu người, nó ai tới nó cũng hỏi, ai luôn nó cũng hỏi, trời không dễ đâu. Gắn cái bảng số đằng trước xe này, xe TX này, nó sợ nó không dám gắn nè. Sợ nó không dám coi nè. Dạ. Yeah. À, anh thấy không, thấy anh ở dưới thấy mình đụng mình ra đó là xấu rồi thấy không? Nó be careful, even. Be careful even. Yeah, be careful even đó. Để dưới đúng hơn anh đó, đúng thấy không? Để trên là xấu rồi. Yeah, he put that, that's good. Thấy không, đâu phải dễ, đúng không? Ông để kia xấu rồi. Anh dưới là đúng rồi. Đó, đâu phải dễ đâu, thấy chưa? Này, thằng này giỏi. Ông kêu đại. Ông kêu đại nó giỏi hết chứ. Đó, đâu phải dễ chơi. Để dưới là đại và đập phải. Tự nhiên để giữa à. Thấy chưa, sao? Nó đủ thêm, làm nó làm gọn ghê không? Nó được để dưới, ông để ra giữa. Same yeah. One. Yeah. You can do it up and down. Yeah. Yeah. Same, but... Maybe down better. Yeah, yeah. Đúng rồi, đó. Mày hỏi dễ. Đáng số gắn vô đâu phải chuyện dễ chơi đâu bạn. Đó. Hỏi 5, 6 người luôn á. Đó. Yeah. Nhìn perfect đó. Yeah, that's good. Everything good now. Yeah. Thank you so much. À, giờ xong rồi bạn ơi, bảng số này, cái xe này mới dễ gắn các bạn, khó lắm các bạn. Ok, bye các bạn nha. Bye các bạn nha. Giờ mình đi tới chỗ Easy Tech. Ok, chào các bạn nha các bạn. Bye nha. Anh làm gọn băng à, mà ở trước anh đâu có dám đụng vô đâu. Anh phải hỏi bao nhiêu người tờ máy. Không, đứa nào nó biết, có thằng nó biết. Xe mới quá mà đâu có dám lộn xộn là phiền lắm. Anh nói xe mới quá mà xe hiếm nên đâu phải coi này dễ có xe đâu. Gắn cái bảng số. Ớn luôn, giờ đi ra. Ok, anh thân là ra nha. Chào các bạn nha. Bye bye. Khu này đẹp ghê. Này là toàn khu shopping. Qua hàng Milly, The Kenwood. Nếu có thì để trái Kenwood, nếu không có thì phải được lấy. Đi làm đi về mà xe không có Easy Tech. Giờ đi làm Easy Tech. Bắn cây bự. Để 10 cái bọc trụ gì bự dưới ta. Người làm lớn thì sợ chưa. Ok.
bây giờ xe cộ mà không có gì tắt không khó lắm, chỗ nào cũng gì tắt hết đó, không có bản này khó đi lắm, đi đường dưới mệt lắm. Ok, chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày vui vẻ nha các bạn. Ok, bye bye các bạn.